Phẩm 42 Bồ Tát Giảng Sanh Ngài Di Lạc Bồ Tát bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Hiện nay có bao nhiêu các bậc bất thối Bồ Tát Ở cõi ta bà này Và các cõi Phật khác Được sanh về nước cực lạc Này Di Lạc Ở thế giới ta bà này Có 720 ức Bồ Tát Đã từng cúng dường vô số chư Phật làm nhiều công đức đã sanh về cực lạc. Các bậc Bồ Tát sơ phát tâm, tu tập công đức đã được giảng sanh, số lượng không thể tính được. Không những các bậc Bồ Tát ở cõi này được giảng sanh về cực lạc, mà các cõi Phật khác cũng là như vậy. Cõi nước của Đức Phật diễn chiếu có 18 câu chi na do tha Đại Bồ Tát sanh về cõi cực lạc Cõi nước Đức Phật bảo tạng ở phương Đông Bắc có 90 ức bất thối Bồ Tát sanh về cõi cực lạc Các bậc bất thối Bồ Tát ở những cõi nước Đức Phật vô lượng âm, Đức Phật quan âm, Đức Phật Long thiên, Đức Phật thắng lực Đức Phật sư tử, Đức Phật ly trần, Đức Phật đức thủ, Đức Phật nhân dương, Đức Phật hoa Tràng đã giảng sanh số lượng mười trăm ức hoặc trăm ngàn ức cho đến dạng ức dị. Đức Phật thứ mười hai hiệu là vô thượng hoa, có vô số chúng bồ tát ở cõi Phật đó đều ở bậc bất thối chuyển đã sanh về cõi cực lạc. Các vị ấy có trí huệ rộng mạnh, từng cúng dường vô lượng chư Phật, rất mực tinh tấn, thẳng đến nhất thừa trong bảy ngày đêm kiên cố tu tập dư pháp bằng cả trăm ngàn ức kiếp tu tập đức phật thứ mười ba hiệu là vô úy có bảy trăm chín mươi ức đại bồ tát các vị bồ tát thấp và chúng tỳ kheo vân dân, sanh về cõi cực lạc không đếm kỹ được danh hiệu của chư phật trong mười phương thế giới và chúng bồ tát đã giảng sanh chỉ nói tên thôi mãn kiếp cũng không hết